Giữa bể bơi, Lamine Yamal ngồi lặng lẽ, xung quanh là những cô gái trẻ trung và quyến rũ. Hình ảnh này ngay lập tức lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, làm dậy sóng làn túc cầu thế giới. Mới chỉ 17 tuổi, Yamal đã nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng của bóng đá Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của anh không chỉ đến từ những bàn thắng và pha kiến tạo đẹp mắt, mà còn từ những lùm xùm tình ái liên tiếp. Gần đây nhất, Yamal bị bắt gặp thân mật với một cô gái tên là Badila sau trận chung kết Euro 2024. Và ngay sau đó, bị đồn là cắm sừng khi Badila phát hiện ngồi trên đùi một chàng trai khác. Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh Yamal vui vẻ bên cạnh những cô gái khác cùng với người đồng đội Nico Williams tiếp tục xuất hiện trên mạng báo. Thậm chí còn có tin đồn rằng anh đang lái máy bay với một người đẹp hơn anh tới 8 tuổi. Những lùm xùm này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tương lai của thần đồng Barcelona, người được kỳ vọng sẽ trở thành truyền nhân của Messi. Hãy cùng nhìn nhận sâu hơn về những sự kiện này và tìm hiểu vì sao Yamal cần phải giữ đôi chân trên mặt đất, tránh sa đọa vì những cám dỗ để duy trì sự nghiệp dài lâu. Chưa hết, anh em đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh nếu thấy video này hay nhá. Các anh em cũng có thể truy cập vào trang web của 5Go để theo dõi các trận đấu của các câu lạc bộ hàng đầu lục địa già trong mùa giải mới. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem video này. Chưa hết, hãy nói đến cụ thể hơn, lùm xùm tình ái và ăn chơi của Lamine Yamal. Đầu tiên là mối quan hệ với Alex Padilla, cô gái mà Yamal đã thân mật trong suốt kỳ Euro. Ngôi sao sinh năm 2007 đã gây bão trên các mạng xã hội với những khoảnh khắc thân mật với người bạn gái hơn mình 5 tuổi. Mặc dù không có nhiều thông tin về bạn gái của Yamal, Alex Padilla, nhưng tài khoản TikTok của cô ấy đã thu hút hơn 400.000 người theo dõi kể từ khi những bức ảnh cặp đôi thân mật xuất hiện sau trận đấu giữa Tây Ban Nha và Anh. Dù vậy, mối tình này thì không kéo dài lâu khi người ta phát hiện cậu bạn trẻ đã bỏ theo dõi bạn gái Alex Padilla trên mạng xã hội. Tương tự, cô nàng 20 tuổi cũng bỏ theo dõi và xóa hết hình ảnh liên quan tới thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha. Đây là kết quả của việc thần đồng 17 tuổi phát hiện rằng bạn gái của anh ta ngồi âu yếm với Iran Fernandez, một người đàn ông khác. Thậm chí, Alex Padilla bị phát hiện ngồi lên đùi của Iran Fernandez trong đoạn trực tiếp trên tài khoản mạng xã hội của gã này. Tới ngày 29 tháng 7, một tài khoản Instagram có tên là Alex Padilla đã đăng tải một câu chuyện nói rằng cô và Lamine Yamal chỉ là bạn thân. Theo những người bạn thân của Yamal, anh ấy không ngờ rằng bạn gái mình hành xử như vậy. Thực sự, điều này vượt quá sự chịu đựng của cậu trai trẻ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, Lamine Yamal còn bị bắt gặp đi chơi với nhiều cô gái khác với người đàn anh Nico Williams trong một bể bơi, xuất hiện đầy rẫy trên các mặt báo, càng làm dấy lên những lo ngại về việc anh có thể đang sa đọa vào một cuộc sống ăn chơi. Chưa dừng lại ở đó, Yamal tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội bằng cách theo dõi người mẫu người Nga có tên là Alisa. Người mẫu này hiện đang sống ở Barcelona và có ngoại hình rất gợi cảm. Alisa có khoảng 28.000 người theo dõi trên trang cá nhân Instagram của cô ấy. Số người theo dõi Alisa đã tăng gấp 3 ngay sau hành động của Yamal. Tưởng rằng Yamal sẽ theo đuổi bóng hồng người Nga, nhưng bất ngờ sao trẻ 17 tuổi hóa ra làm điều gì đó như lườm rau gắp thịt. Cụ thể hơn, nữ ca sĩ Aitana Okana, người được gọi là công chúa nhạc pop Tây Ban Nha, đã được thần đồng Barcelona để mắt tới. Aitana đang biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc vừa qua ở Marbella khi Yamal gặp cô ấy. Không ít người tin rằng cặp đôi này sẽ nổi bật trong làng thể thao và giải trí của Tây Ban Nha. Tiếp theo, không thể không nói đến tác hại của các lùm xùm tình ái sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Yamal như thế nào. Những lùm xùm tình ái và ăn chơi như thế này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của Yamal mà còn có thể gây hại nghiêm trọng đến sự nghiệp của anh. Ở tuổi 17, sự nghiệp của Yamal mới chỉ bắt đầu và những rắc rối cá nhân có thể khiến anh mất đi sự tập trung và động lực cần thiết để phát triển. Ví dụ tiêu biểu về các cầu thủ bị sa đọa vì gái gú và đàn đúm ăn chơi không hề hiếm, mà nó nằm chính ở Ronaldinho, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá Brazil và Barcelona. Cũng là một thiên tài và nghệ sĩ với trái bóng trong chân trên mặt sân cỏ của sân Camp Nou một thời, nhưng đỉnh cao của Roni chỉ còn vỏn vẹn 3 năm, trước khi lối sống buông thả, gái gú và ăn chơi đã khiến những bước nhảy samba của anh không còn thể hiện nhiều ở trên sân cỏ nữa, mà chủ yếu ở những quán bar hay là bữa tiệc. Sự nghiệp của các cầu thủ trẻ luôn tiềm ẩn những thách thức không chỉ ở trên sân cỏ mà còn trong cuộc sống cá nhân. Một cầu thủ xuất sắc không chỉ cần kỹ năng và tài năng mà còn cần cả sự kỷ luật và sự kiểm soát bản thân. Nếu Yamal không cẩn thận, anh có thể đi vào vết xe đổ của những ngôi sao đã từng thất bại vì không giữ được lối sống lành mạnh. Sự cám dỗ từ danh vọng và tiền bạc có thể làm mờ đi tầm nhìn và mục tiêu của anh. Mới đây, Pep Guardiola cũng đã có những cảnh báo đến Lamine Yamal và thực sự cũng rất đáng để suy ngẫm. Guardiola đã nói: "Rodri luôn kể cho tôi nghe những điều tuyệt vời về Lamine Yamal. Cậu ấy thật phi thường. Lamine, nếu Xavi cho cậu ấy ra mắt thì đó là có lý do. Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ có những thăng trầm. Cậu ấy nên bình tĩnh vì còn rất nhiều cuộc đua ở phía trước." Những lời khuyên từ những người có kinh nghiệm như là Guardiola cần được Lamine Yamal lắng nghe và thực hiện một cách nghiêm túc. Sự nghiệp của một cầu thủ không chỉ được quyết định bởi tài năng mà còn bởi cách anh ta đối mặt và vượt qua những thử thách ngoài sân cỏ. Lamine Yamal cần nhìn vào những tấm gương đã thất bại để rút ra bài học cho riêng mình. Việc duy trì một lối sống lành mạnh và tập trung vào mục tiêu dài hạn sẽ giúp cho anh tiến xa hơn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, ta cần phải nhắc đến tấm gương đáng để Lamine Yamal học hỏi, Lionel Messi.
Để tránh hướng đi sai lầm, tương tự với Ronaldinho, có lẽ Lamine Yamal nên hướng tới tấm gương của Lionel Messi. Nên nhớ Leo cũng chính là đệ tử ruột của Ronaldinho, nhưng anh lại chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi thói gái gú và ăn chơi của đàn anh. Đó là lý do mà Messi có thể cùng với Ronaldo đứng trên đỉnh cao trong suốt hơn một thập kỷ qua. El Bunga là một hình mẫu tiêu biểu về việc duy trì tính chuyên nghiệp và tránh xa những rắc rối ngoài sân cỏ. Một yếu tố quan trọng giúp Messi giữ vững phong độ và việc theo đuổi lối sống lành mạnh, tránh xa những cuộc vui chơi không lành mạnh và chỉ chung thủy với vợ con. Anh không chỉ là biểu tượng của tài năng mà còn là tấm gương về đạo đức và lối sống. Yaman nên noi theo tấm gương của người tiền bối vĩ đại này bằng cách giữ gìn tính chuyên nghiệp và tránh xa những rắc rối tình cảm hoặc lối sống phóng túng. Yaman có thể phát huy toàn bộ tiềm năng và đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp sau này. Một cầu thủ trẻ như Yaman cần có những hình mẫu tích cực để học hỏi. Từ cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá đương đại, anh có thể thấy rằng thành công đến từ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Messi đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng luôn giữ vững phong độ và tinh thần chuyên nghiệp. Chính sự kiên định này đã giúp anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Yaman cũng cần nhận thức rằng sự nghiệp bóng đá không chỉ là một cuộc đua ngắn hạn mà là một hành trình kéo dài. Mỗi quyết định và hành động đều có thể ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của anh. Học hỏi từ El Bunga, anh sẽ biết cách đối mặt với áp lực và duy trì phong độ trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, Lamine Yamal cần xây dựng một lối sống lành mạnh, tránh xa những cám dỗ có thể làm tổn hại tới sự nghiệp. Điều này không chỉ giúp anh duy trì thể lực mà còn giữ được tinh thần tỉnh táo và tập trung vào mục tiêu dài hạn. Anh nên tạo cho mình một chế độ sinh hoạt khoa học và cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Lamine Yamal, niềm hy vọng lớn của Barcelona và bóng đá Tây Ban Nha vào lúc này, cần giữ đôi chân trên mặt đất để không bị sa đọa bởi những lùm xùm bên ngoài sân cỏ. Sự nghiệp bóng đá là một cuộc hành trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tập trung và tinh thần chuyên nghiệp. Học hỏi từ tấm gương của Lionel Messi, Yamal có thể phát triển hết tiềm năng và đạt được những thành công lớn. Người hâm mộ kỳ vọng của Barcelona luôn kỳ vọng rất lớn Yamal sẽ trở thành ngôi sao sáng, niềm tự hào tiếp theo của Barcelona và đối trọng xứng đáng với các siêu sao bên phía Real Madrid như Mbappe hay Vinicius Junior. Hy vọng rằng Lamine Yamal sẽ không để sự nghiệp của mình sớm nở chóng tàn vì những lùm xùm tình ái mà tiếp tục tỏa sáng và chinh phục những đỉnh cao mới trong làng bóng đá thế giới.